Ồ, còn lạp cũng nhiều. Làm nó còn ngon. Đứt. Dậy đường lửa ấy máy hay rất cục mật. Ủa, rất cục cái tầng mật. Kiểu nhì nằm hơn lợi hơn. Nhì vô mắt. Lập trọng lập có lên để lập kết nhỏ để lại được cho con này. Có rồi. Có lạp nhỏ nhỏ nó có thể lạp không? Không có. Không có ở đây. Lạp ở đây đã nhầm. Tên này thì nó có tên này. Nó ăn lên trên nửa cạo nó đó như một chút mật bằng cái này chấm này như cái bẹ ở bên ngoài đó. Trên cái này thì thích luôn. Mật quá.
dài quá mệt, cục mệt này nha. Thích chưa? Đây mệt đẹp. Năm ngoái em với anh lên đây này, đây nó có con nó này, con heo được lật lên tết con mặt này, ra có đỉnh không? Ngắt cũng được. Mười phút để sống quả mình. Sập xuống sập xuống lại tinh đậy đây chuyện là xích quan sang bên cạnh gầy thôi. Thank you.
Nhưng lại vì nó cả trời lắm. Loài nếu mà có chó cả trời lắm thì đúng là cái ảnh muốn nhìn giả ảnh bỏ tách cái. Hơn cục mặt rồi. Lập dễ mà lập con hay lập mật này. Con con chứ con này. Con 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 mật này, cái này nó ngắt con nón thế nha. Bắt đầu cục vật ra căng này. Đó. Cứ ra tầng cục đây, bốn cục rồi, bốn cục là hết rồi. Chào cả nhà nhé.